anh chăm chỉ. Nhà to thế. Sau khi cha mẹ mất, người anh lấy vợ và vơ hết tài sản, chỉ để lại cho người em một y tế. Người em không chút phàn nàn, dựng một chiếc lều ngay dưới cây khế. Ngày ngày, người em chăm bón cho cây khế và cái khế rất muốn nuôi thân. Năm ấy, cây khế trong vườn nhà người em bỗng sai quả lạ thường. Người em nhìn cây khế mà lòng khắc khởi mừng thầm. Một hôm, có con chim phượng hoàng từ đâu bay đến, một khế ăn liên liệu. Người em buồn lắm, than thở với chim. Chim bảo người em may túi ba gang để đựng vàng. Chim ăn ơi, một quả, ăn nữa. Trả cục người vàng, ta nghèo lắm. May túi ba gang, mang đi mà đựng. Mấy hôm sau, chim đến đưa người em tới một hòn đảo đầy vàng bạc, châu báu. Người em ngắm nhìn hòn đảo, rồi lấy vàng đầy túi ba gang mang về. Trở về nhà, người em đổi vàng bạc lấy thóc gạo để giúp đỡ những người nghèo khổ trong làng. Của cụ đây, còn tôi nữa. Thế, đó phải đuổi được tớ. Người anh nghe tin người em giàu có, liền sang chơi và đòi đổi nhà, ruộng vườn của mình lấy cây khế ngọt. Người em vui vẻ đồng ý đổi cho anh. Đổi nhà cho anh đi, thế cũng được ạ. Vốn tính tham lam, người anh giục vợ may túi 6 gang để đựng được nhiều vàng. Chim ăn hết khế thế thì ta sống bằng gì? Ăn một quả, trả cục vàng, may túi